Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Số điện thoại tư vấn Zalo 0969 155 444. Thì hiện tại bên camera quay lén Hoàng Hải đang bán cũng như cung cấp rất nhiều mặt hàng như là camera, định vị, máy nghe lén, máy ghi âm, thiết bị dò sóng, thiết bị kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 444 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ anh chị 24/24. Thì quay trở lại với video clip của chúng ta ngày hôm nay thì bên em sẽ giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm định vị đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng trong thời gian vừa qua. Đó chính là chiếc định vị GF09 này chị nhé. Thì với bộ sản phẩm này, anh chị là vừa có thể định vị này, vừa có thể nghe lén này, vừa có thể ghi âm này. Định vị ở đây thì sẽ là định vị trực tuyến, nghe lén thì sẽ là nghe lén trực tiếp, và ghi âm là anh chị là hoàn toàn là có thể điều khiển từ xa anh chị nhé. Và cái bộ sản phẩm này có rất nhiều các chức năng thông minh, ví dụ như là tự động gọi lại khi có âm thanh, tự động ghi âm khi có âm thanh, có đầy đủ là quãng đường di chuyển, lịch sử di chuyển, tốc độ di chuyển, cũng như là rất nhiều các chức năng khác anh chị nhé. Thì là cái bộ sản phẩm này ấy, hiện nay là đang là cái dòng siêu nhỏ đấy, nhỏ nhất hiện nay này đấy, bằng đúng một ngón tay cái của em thôi. Đấy, thì anh chị là hoàn toàn có thể là đặt vào là ba lô này, cặp sách này, quần áo này, ví này, ô tô này, xe máy này, để là mình có thể là theo dõi giám sát là vợ chồng mình xem có dấu hiệu ngoại tình hay không này, quan sát theo dõi con cái xem tại sao là dạo này đi sớm về muộn, học hành sa sút này. Mình cũng có thể là quan sát đồ vật tài sản của mình chống trộm cắp anh chị nhé. Thì khi anh chị mua các bộ sản phẩm này về thì bên em sẽ tặng kèm anh chị làm chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 32GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì mình hoàn toàn có thể là lưu giữ được cái file ghi âm lên đến là vài nghìn giờ liên tục anh chị nhé. Tiếp đến là ở đây là bên em sẽ là đi kèm theo một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Ở đây là bên em có dịch ra đầy đủ nhá, tất cả các bước từ nhỏ nhất đấy cho đến khi đăng nhập vào phần mềm đấy, có những cái ứng dụng sử dụng như thế nào, là ở đây là bên em có ghi đầy đủ nhá. Là khi chị mua về là chị có thể nhìn vào đây là để mình nó có thể là sử dụng nó luôn. Còn anh chị làm mà nhìn vào đây mà vẫn chưa hiểu thì anh chị có thể nhắn tin cũng như gọi điện qua bên em thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình anh chị nhé. Và cuối cùng là chế độ chính sách bảo hành ấy, thì mọi sản phẩm bên em đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất nhé. Thì cái mặt đằng sau này là bên em có ghi đầy đủ này, tên sản phẩm này, số điện thoại này, thời hạn bảo hành này. Thì trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì là anh chị có thể nhắn tin cũng như gọi điện qua bên em để được bên em hỗ trợ anh chị nhé. Và không phải để mất thời gian của anh chị nữa, bây giờ em sẽ cùng anh chị đi đến khám phá các chức năng cũng như cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này. Ở đây như anh chị có thể thấy này, khi mua về là bên em sẽ kèm cho mình thêm một cái cáp sạc nhé. Đây là cáp sạc Android. Thì cái bộ sản phẩm này là khi anh chị sạc đầy pin ấy là mình hoàn toàn có thể là sử dụng liên tục trong vòng là 5 ngày trời. Còn nếu mà ví dụ anh chị là muốn sử dụng lâu hơn ấy, ví dụ các bác đặt ở trên ô tô chẳng hạn, thì các bác cứ kiếm nguồn điện để sạc nó như sạc điện thoại thì đâu là ok anh chị nhá. Còn khi sạc pin ấy thì thường mình sạc khoảng tầm độ là 6 đến 7 tiếng là sẽ đầy pin nhá. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta này, trên định vị nghe lén ghi âm GF09 này. Tuy nó có nhỏ nhưng mà nó rất chi là có võ nhá, đầy đủ full chức năng luôn. Đấy, đây đang là cái dòng nhỏ nhất hiện nay nhá. Bé bằng đúng một ngón tay cái của em này, bằng một đốt ngón tay cái này. Đấy, cái bộ sản phẩm này có 5 châm nhá. Đấy. Tức là bình thường là nó đã có 5 châm như thế này rồi. Rất chi là dính này. Còn khi anh chị mua bên em ấy là bên em sẽ là kèm cho mình thêm một cục 5 châm nhá. Anh chị thấy này. Dính như ong với mật luôn anh chị nhá. Này. Đấy, ổ voi ổ gà chấp hết không vấn đề gì cả. Đấy, thế này là anh chị là không phải lo là rung sóc nó rơi mất anh chị nhá. Đấy, và cái bộ sản phẩm này ấy, ở đây là sẽ có là chân cắm sạc ở dưới này. Đây chính là chân cắm sạc này. Tiếp đến ở đây là có cái kiểu như cái móc này, thì nhiều bác hay hỏi là cái này để làm gì. Thì cái này ấy, rất nhiều bác là có mua về để là ví dụ là nhà ở trên miền núi chẳng hạn, có những đàn trâu đàn bò thì đôi khi là sáng mình thả đi, tối lùa về thì là mình không theo sát sao với nó 24/24 ấy, thì là anh chị là có thể là sử dụng cái này để về sau mình tìm là đàn trâu đàn bò nó dễ dàng hơn anh chị nhá. Đấy, ở đây thì anh chị là có thể là mở nắp ra cho em này. Ở đây là sẽ nút giữa này đây. Đây chính là cái công tắc nguồn nhá. Thì anh chị muốn sử dụng được anh chị phải mở nguồn lên. Thì anh chị là dí chết cho em, dí chết cho đến khi cái nguồn ở đây nó sáng màu đỏ này. Đấy, là báo hiệu là định vị đã bắt đầu đi vào hoạt động anh chị nhá. Đấy, tiếp đến ở đây là sẽ có là chỗ là lắp sim nhé. Đây, anh chị sẽ lắp sim cho em. Sim ở đây mình sẽ lựa chọn những cái sim nào mà khu vực mình sống ấy, sau nó khỏe càng tốt này. Ví dụ như Viettel, Vina, Mobi chẳng hạn này. Ở đây là sim là khi mình mua về sẽ có 3 nấc nhá. Mình lắp ở đây là sẽ lắp ở cái nấc nhỏ nhất. Đấy, tiếp đến ở đây là thẻ nhớ này. Đấy chị ấy, em sẽ lấy thẻ nhớ ra em hướng dẫn anh chị luôn này. Không nhớ bác mà mua về là loay hoay chỗ cái thẻ nhớ này rất chi là lâu. Đấy, ở đây thì anh chị sẽ hướng cho em cái mặt đồng xuống dưới này. À, mặt chữ ngửa lên này, cho cái đầu nhỏ vào trước này, sau đó là đẩy này. Đây. Ok nhá, như này là xong, hoàn thiện. Đấy, rất chi là đơn giản thôi.
Còn bên cạnh này đây là chính là cái mã quét để là mình vào anh chị nhá. Nó nói chị là ấy vào cho em này, lắp lại cho em này. Đấy. Và bây giờ là mình muốn xem định vị được ấy, thì anh chị sẽ là lấy điện thoại ra cho em nhé. Ở đây thì không yêu cầu điện thoại đời cao đâu, miễn sao là điện thoại thông minh là được. Mình sẽ tải trong phần mềm có tên là 360 GPS về máy. iPhone thì mình sẽ vào App Store. Và anh chị nào mà sử dụng điện thoại Samsung ấy thì vào cửa hàng Set Play để tải về cho em nhé. Thì sau khi tải về xong thì anh chị ấn vào phần 360 GPS này. Ở đây là sẽ yêu cầu là nhập tài khoản và mật khẩu anh chị nhé. Đấy, thì ở đây là có hai cách nhập. Một là anh chị là có thể là ghi nhớ cho em cái dãy số dưới này. Đấy, anh chị nhập lên trên, ở dưới là mật khẩu 123456. Ngoài ra thì ở đây anh chị có thể quét QR, quét QR thì cũng tương tự như vậy thôi. Nó cũng chỉ là quét ra cái mã số này thôi anh chị nhá. Thế này là khi chị mua về thì anh chị cũng hoàn toàn là mình có thể là chụp ảnh sẵn cái này đi, hoặc là lưu trước đi. Sau đó anh chị bóc cái này ra cũng được đấy, để người ta là khi nhìn thấy người ta cũng không biết là cái gì nhá. Đấy, sau đó mình sẽ nhập mật khẩu vào cho em này. 123456. Đây là mật khẩu mặc định nhá, nhưng mà anh chị là hoàn toàn là mình có thể đổi được ở trong phần mềm. Đăng nhập này. Muốn định vị thì mình chọn check cho anh chị nhé. Check này. Đấy. Ở đây là sẽ là ra cho mình là đầy đủ nhá. Đây. Anh chị thấy không? Đầy đủ chính xác luôn này. Đấy, từ là đường, phố, ngõ, ngách hay là quận, tỉnh các thứ thì đều là ok. Ở đây là em đang để hình cái ô tô. Đây chính là cái bản đồ GPS anh chị nhé. Đây bản đồ GPS của Google Maps này. Đấy, ngoài ra anh chị là muốn xem ở trên vệ tinh ấy thì sẽ ấn vào cái biểu tượng ở trên vệ tinh đây nhé. Đấy, cái này là sẽ rõ luôn từng cái nóc nhà nhé, từng con đường một này. Đấy, ở đây thì anh chị có thể ấn cộng để xem to hơn này, ấn trừ để xem xa ra này. Đấy, đây là xong cái mục định vị anh chị nhé. Thì như này là anh chị là hoàn toàn là mình là có thể là tìm được, ví dụ như là xe tháo hay là vợ chồng mình đang ở đâu là nó sẽ là hiện đầy đủ hết ở bên dưới này anh chị nhé. Tiếp đến là đây là anh chị muốn xem lịch sử di chuyển đấy thì mình sẽ chọn playback, tại vì không phải lúc nào mình cũng có thời gian mình xem đúng không. Đấy, thì anh chị là ở đây là mình có thể lựa chọn là ví dụ là 00 giờ ngày 27 tháng 2 đến 00 giờ ngày 27 tháng đến 23 giờ 59 ngày 27 tháng 2 đi những đâu, mình nhấn confirm là nó sẽ hiện hết lên anh chị nhé. Đấy, ở đây là em không di chuyển, thế này nó sẽ không có. Tiếp đến ở đây là fan care đây. Đây chính là khoanh vùng cảnh báo nhé. Thì ở đây anh chị ấn vào dấu cộng cho em. Ở đây là bán kính tối thiểu của nó sẽ là 100m nhé. Bán kính tối đa thì là 5km này. Đấy, thì là tùy vào trường hợp thì mình có thể đặt làm sao cho phù hợp cũng như là hợp lý nhất. Ví dụ như là chồng vợ chồng mình làm ở trong cái công ty ấy, bán kính 100m đúng không? Thì là mình hoàn toàn là mình có thể là cài đặt ở chỗ công ty chẳng hạn, thì cứ khi nào mà là vợ chồng mình là đi ra khỏi cái bán kính ấy là sẽ tự động báo về điện thoại cho mình biết nhá. Cũng như là khi anh chị mà đặt ở trong xe ô tô, xe máy, khi nào mà thằng trộm mà nó thó của mình đi ấy, thì là mình hoàn toàn là mình có thể biết được và mình là có thể là bỏ điện thoại ra và xem nó chạy hướng nào anh chị nhá. Đấy, ở đây tiếp đến thì ở đây là anh chị đã ấn quay trở về cho em này. Mình sẽ vào cái mục là con chơi Kenter. Riêng anh chị vào mục này ấy, thì nó sẽ có là rất nhiều là các cái mục khác này. Đây, ở đây là bên em có ghi đầy đủ này. Master number là nhập số điện thoại để làm chủ nhân này. Đấy. Pick up là số điện thoại ghi gửi về này. Đấy. Upload intran là khoảng thời gian tải lên app này. Ở trong cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nhé, là bên em có ghi đầy đủ anh chị nhé. Đấy, về nhà thì anh chị là khi mua về là anh chị nhìn vào đây là mình có thể biết được là những cái mục nào sử dụng như nào nhé. Đấy. Tiếp đến là ở đây là cái mục setting. Thì ở đây là map, đầu tiên là map nhé, thì anh chị là sẽ chọn là Google cho em này. Ở đây là làm mới này, thì mình có thể là chọn là 10 giây làm mới hoặc 20 giây làm mới một lần thì đều được anh chị nhé. Đấy. Ở đây là modify device password, ở đây là thay đổi mật khẩu nhé. Thì old password là mật khẩu cũ này, new password là mật khẩu mới này, confirm là xác nhận mật khẩu mới anh chị nhé, là ok. Đấy, tiếp đến ở đây là icon này, thì anh chị có thể lựa chọn là ví dụ như con chim, con chó, con mèo hay là người nghiếc thì các thứ thì đều là ok anh chị nhé. Thì đây là xong ở cái mục định vị. Tiếp đến là em sẽ hướng dẫn anh chị là cách để anh chị là làm chủ nhân của chiếc định vị cũng như là nghe lén và ghi âm nhé. Ở đây thì anh chị là vào mục tin nhắn cho em này, anh chị sẽ soạn cho em một tin nhắn này 000 thăng số điện thoại mình muốn làm chủ nhân, tức là cái số mình đang sử dụng ấy, thăng, sau đó mình sẽ gửi vào số ở trong cái định vị nhá. Số trong định vị là số mình lắp vào trong này, thì trong định vị sẽ gửi lại về cho mình một tin nhắn là admin server, tức là đã đồng ý là số điện thoại của mình làm chủ nhân, thì là khi đó là mình là có thể là ra lệnh cho cái thiết bị này nhé. Thì anh chị soạn 111 là nó sẽ tự động nó ghi âm, không có người nó cũng ghi âm, thế nên là rất ít khi người ta sử dụng cái chức năng này. Đấy, rất chi là mất thời gian, về sau mình check lại rất chi là mệt. Ở đây anh chị soạn 222 thì là khi nào có người nói chuyện nhá thì nó mới bắt đầu nó ghi âm.
Đấy, anh chị soạn 333 thì là khi nào có người nói chuyện là nó sẽ tự động nó gọi máy lại cho mình. Đấy, ở đây là anh chị soạn 555 ấy thì là sẽ xóa hết các chức năng trên. Đấy, còn anh chị về sau muốn sử dụng chức năng nào ấy, thì mình chỉ việc soạn vào đấy là được anh chị nhé. Còn về nghe lén ấy thì cái này cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Anh chị sẽ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại ở trong định vị này nhé. Đấy thì là định vị này nó sẽ tự động bắt máy cũng như không phát ra bất kỳ âm thanh hay tín hiệu nào hết. Đấy, thì vừa rồi em đã giới thiệu đến anh chị là cách sử dụng cũng như cài đặt của cái bộ sản phẩm là định vị nghe lén ghi âm GF09, một bộ sản phẩm là siêu nhỏ ở trên thị trường. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua cái bộ sản phẩm này thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 444 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn hướng dẫn hỗ trợ cho mình anh chị nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo.